Trong lễ tưởng niệm và cầu siêu cho Phi Nhung được diễn ra tại Chùa Giác Ngộ, TP.HCM, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã hé lộ lý do nữ ca sĩ chưa tiêm vaccine để rồi nhiễm bệnh và không qua khỏi. Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phi Nhung chưa tiêm vaccine COVID-19 vì muốn nhường cơ hội cho người khác. Ngày qua, giới nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng khi hay tin ca sĩ Phi Nhung qua đời. Sau thời gian chống chọi với COVID-19, thông tin khiến khán giả, nghệ sĩ trong và ngoài nước bàng hoàng xót xa. Vào tối cùng ngày, buổi lễ tưởng niệm và cầu siêu cho giọng ca Bầu Ơi Đừng Khóc đã diễn ra với hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ, thu hút hàng ngàn người theo dõi qua fanpage, YouTube. Trong buổi lễ cầu siêu, các sư thầy Chùa Giác Ngộ đã dùng những từ ngữ vô cùng trân trọng để nhắc về Phi Nhung. Về phía Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì Chùa Giác Ngộ đã chia sẻ những kỷ niệm về cố ca sĩ. Tôi có hai kỷ niệm đẹp với ca sĩ Phi Nhung. Thứ nhất, đó là sự đóng góp quên mình để mang lại niềm vui cho tha nhân bằng cách góp lời ca tiếng hát cho các buổi lễ, chương trình, khóa tu tại chùa. Thứ hai, mặc dù đang rất bận rộn với công việc cá nhân, an sinh xã hội, Phi Nhung vẫn sẵn sàng thực hiện album nhạc Phật giáo mà không nhận bất cứ thù lao gì, ông chia sẻ. Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng tiết lộ về lý do nữ ca sĩ chưa tiêm vaccine COVID-19 để rồi nhiễm bệnh và không qua khỏi. Trụ trì Chùa Giác Ngộ kể, lần cuối cùng tôi gặp ca sĩ Phi Nhung là khi chị đến chùa tiếp nhận nông sản, thực phẩm nhằm giúp cho bà con khu cách ly phong tỏa. Tôi có hỏi ca sĩ Phi Nhung đã trích vaccine chưa? Chị trả lời rằng, thưa thầy, con chưa trích. Tôi hỏi vì sao chị chưa trích? Phi Nhung nói rằng, con nhường cơ hội được trích cho người khác. Vài hôm nữa con sang Mỹ biểu diễn rồi con trích luôn cho tiện. Thế rồi vài ngày sau, tôi hay tin ca sĩ Phi Nhung đã nhập viện. Cũng trong buổi lễ cầu siêu, con gái nuôi của Phi Nhung là Quỳnh Trang thay mặt nữ ca sĩ nhận bằng tuyên dương công đức vì đã quên mình giúp đỡ đồng bào F0 trong cuộc chiến chống Covid-19. Tại đây, Quỳnh Trang gửi lời cảm tạ đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cô biết ơn đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM đã hết lòng cứu chữa cho mẹ nuôi. Con xin được cảm ơn khán thính giả ở khắp mọi nơi đã yêu mến mẹ trong thời gian qua, đã cầu nguyện cho mẹ được bình phục. Tuy bây giờ mẹ không còn nữa, nhưng con tin mẹ vẫn cảm kích và xúc động rất nhiều trước tình cảm cũng như lời cổ vũ, động viên từ mọi người. Quỳnh Trang nghẹn ngào. Trước khi nhiễm Covid-19 và qua đời, Phi Nhung tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ bà con trong giai đoạn dịch bệnh. Theo tiết lộ, nữ ca sĩ dự định về Mỹ đoàn tụ với con gái ruột. Song khi chứng kiến cuộc sống khó khăn của người dân, cô quyết định ở lại. Giọng ca Bông Điền Điển từng chia sẻ, Sài Gòn đang tổn thương như thế này, nhiều người còn khổ vì dịch, mình ở lại có khi lại có ích, khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy. Ngày 26 tháng 9, đại diện phía ca sĩ Phi Nhung cho biết, chúng tôi gửi lời xin lỗi khán giả vì không có nhiều thông tin cung cấp cho khán giả nắm tình hình sức khỏe của Phi Nhung trong suốt quá trình chị nhập viện. Đây chính là lý do khiến thông tin về tình trạng chữa trị của Phi Nhung lan truyền trên mạng xã hội bị nhiễu loạn, từ bệnh nặng đến qua đời, từ tiến triển tích cực đến đã xuất viện về nhà. Thực ra cả ekip cũng không chuẩn bị tâm lý chị Nhung sẽ bị nặng đến vậy. Đến giờ tình trạng sức khỏe của chị Nhung chỉ được biết là đã đưa ra điều trị tích cực. 40 ngày có những lúc lạc quan, có cả những lúc bi quan. Trong suốt quá trình điều trị, Phi Nhung luôn kiên cường chiến đấu. Chúng tôi mong các đơn vị truyền thông không dùng những nguồn tin không chính thống. Ngay khi có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ chia sẻ với khán giả, đại diện phát ngôn của ca sĩ Phi Nhung khẳng định. Đây là lần hiếm hoi ekip ca sĩ Phi Nhung chia sẻ thông tin một cách chính thức. Việc ca sĩ Phi Nhung vì sao nhiễm Covid-19 cũng lần đầu được phía đại diện của nữ ca sĩ này tiết lộ. Theo đó, vào tháng 7 năm 2021, ca sĩ Phi Nhung đã có lịch trở về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Nếu Phi Nhung kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vaccine ngừa Covid-19. Nhưng ca sĩ Phi Nhung lại nghĩ khác. Chị quyết ở lại vì dịch bệnh đang hoành hành thế này, nhiều người đang khổ, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không ai nấy. Và thế là chị quyết định bỏ vé, ở lại hành trình thiện nguyện của mình. Chị đóng góp cho quỹ vaccine, kêu gọi mua máy thở, tặng gạo cho người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương nhằm mang đến bữa ăn cho người vô gia cư. Trên trang cá nhân, Phi Nhung đăng tải hình ảnh hỗ trợ người nghèo khó trong đại dịch thông qua những hành động thiết thực. Phi Nhung vẫn luôn khẳng định, hạnh phúc nhất là được làm từ thiện, cho dù có người bảo là đánh bóng tên tuổi. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục. Mọi người ơi, cho dù không có tiền thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích. Chị cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm Covid-19 hàng tuần. Nhưng rồi chị nhiễm bệnh mà không biết nguồn lây. Người thân trách chị ngày đó đi Mỹ rồi tiêm ngừa đã không có cảnh này. Chị chỉ cười, không sao đâu, em sẽ mạnh mẽ vượt qua. Phi Nhung được phát hiện mắc Covid-19 và nhập viện Gia An 115 từ ngày 15 tháng 8, nhưng bệnh tình chuyển nặng bất ngờ nên đã chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26 tháng 8. Ngày 26 tháng 9, trong một tháng Phi Nhung được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Khán giả, bạn bè, đồng nghiệp vẫn cầu mong có phép màu giúp chị vượt qua cơn bệnh này. Chiều ngày 28 tháng 9, tiến sĩ bác sĩ Trương Dương Tiến, trưởng khoa hồi sức cấp cứu khu D Bệnh viện Chợ Rẫy, kể lại quá trình điều trị tích cực cho ca sĩ tại bệnh viện. Bác sĩ Tiến cho biết, bệnh nhân Phi Nhung được chuyển đến khoa hồi sức cấp cứu khu D Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 21 giờ 33 phút ngày 26 tháng 8 năm 2021 trong tình trạng sốc, tụt huyết áp, thở máy. Ngay khi nhập viện, bệnh nhân đã được lọc máu tích cực, tối ưu máy thở và theo dõi. Đến ngày 5 tháng 9, tình trạng bệnh nhân có cải thiện tích cực. Bệnh nhân tỉnh, hiểu và thực hiện được y lệnh của bác sĩ. Có những thời điểm, bác sĩ quyết định chuyển mốt thở để giúp bệnh nhân tập thở và cai máy thở. Tuy nhiên, đến đêm ngày 6 tháng 9, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi hai bên, chuyển biến xấu, nguy kịch tưởng như không qua khỏi. Ngày 7 tháng 9, sau khi hội trần, bệnh nhân được phẫu thuật màng phổi hai bên và đặt ECMO. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân có cải thiện lên, tuy nhiên màng phổi bên phải của bệnh nhân vẫn tràn khí và chảy máu. Và chiều ngày 24 tháng 9, ekip điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí màng phổi phải cho bệnh nhân. Kết quả giải phẫu ghi nhận mô phổi trong phổi có hai kén bị vỡ. Mô phổi đã bị hoại tử rải rác nhiều nơi. Bác sĩ tiến hành cắt kén và tiến hành cầm máu, nhưng tình trạng mô phổi bị đông đặc và hoại tử, cùng nhiều vị trí rất khó cầm máu. Ekip điều trị quyết định làm xẹp mô phổi phải để phổi nghỉ ngơi hơn một ngày mới bắt đầu cho thông khí trở lại. Đến đêm ngày 27 tháng 9, bệnh nhân bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp. Các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân đến sáng ngày 28 tháng 9. Đến trưa ngày 28 tháng 9, bệnh nhân bắt đầu yếu dần, tim đập rời rạc, các chỉ số sinh tồn giảm dần và đã trút hơi thở cuối cùng vào buổi trưa cùng ngày. Ca sĩ Phi Nhung phải trải qua hai cuộc phẫu thuật phổi trước khi qua đời do Covid-19. Dù đã trang bị đồ bảo hộ cẩn thận, nhưng điều không may đã xảy đến với Phi Nhung. Cô bất ngờ nhiễm Covid-19 mà không rõ nguồn lây. Trước khi nhập viện điều trị, Phi Nhung là một trong những nghệ sĩ tích cực với công tác thiện nguyện. Theo hồ sơ bệnh án, Phi Nhung được chẩn đoán gặp biến chứng nặng của Covid-19, đông đặc phổi và hoại tử một phần phổi, kèm theo hội chứng cơn bão cytokine, suy đa cơ quan. Hội chứng cơn bão cytokine là hiện tượng hệ miễn dịch cơ thể phản ứng quá mức, giải phóng ồ ạt cytokine gây viêm, khiến các cơ quan nội tạng suy kiệt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phủ tạng. Dù cũng được điều trị ECMO và với sự nỗ lực tối đa của các y bác sĩ, nhưng Phi Nhung không vượt qua được cơn bão bệnh này. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình làm việc, nữ ca sĩ có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22 tháng 8. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được Báo Sức khỏe và Đời sống liên tục cập nhật. Và quý vị hãy nhớ rằng, trong hoàn cảnh này, cập nhật liên tục thông tin, lắng nghe cảnh báo từ Bộ Y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi cũng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng. Hãy like, subscribe, bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế các bạn nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.